Xin chào anh chị và các bạn. Đã đang có mặt tại cái dãy nhà phố thương mại liền kề của dự án Little Việt Nam, một trong cái dự án nhà phố thương mại liền kề nằm ngay sát ven biển và hồ điều hòa Hùng Thắng của chủ đầu tư Bim Group. Và ngay đằng sau thì là đây chính là cái trục dãy nhà phố liền kề, và đây là cái mặt trục chính nhá, từ cái con đường Hoàng Quốc Việt ở phía bên này đó, từ phía mặt đường Hoàng Quốc Việt và đi thông xuống, đi qua cái mặt đường này và để đi xuống đó là cái khu nghỉ dưỡng 6 sao Intercontinental và các phòng Alaka, cũng như là cái mặt biển bãi tắm. Lát nữa Đạt sẽ quay chi tiết đó. Thì hôm nay sẽ giới thiệu đến cho anh chị và các bạn một cái căn liền kề với diện tích đó là 260 m² mặt tiền đất. Mặt tiền đất đó là 15 m và diện tích đất đó là 260 m², thiết kế 3 tầng 1 tum. Ba căn này là cái căn này gọi là ba căn đục thông anh chị nhé. Ba căn đục thông, chủ nhà đã hoàn thiện phần bên trên rồi, bên dưới thì chúng ta hiện tại là đang để không, để kinh doanh, nhưng hiện tại chủ nhà cũng không có nhu cầu kinh doanh nữa, thế nên là chủ nhà sẽ nhượng lại đó với mức giá trên 20 tỷ. Ba căn này với ba sổ đỏ tách biệt, diện tích của mỗi căn đâu đó tầm hơn 80 m², 90 m², mặt tiền là 5 m, và ba căn này gộp lại thì sẽ là tổng diện tích của nó sẽ là 260 m² đất đó, và diện tích sử dụng xây dựng đang là khoảng tầm 896 m, không mặt tiền 15 m anh chị ạ, và đi nằm ngay cái mặt đường chính này, đi thẳng xuống là bãi tắm. Lát nữa Đạt sẽ quay chi tiết. Và để tổng quan cái căn nhà này thì chúng ta có thể về đây mua về để làm nhà hàng này. Bên trên thì chủ nhà đã setup đó là 9 phòng ngủ. Đó, chỉ có 9 phòng ngủ và có phòng hát karaoke và bàn bia cho khách vui chơi. Và trên gác mái kia, trên tầng tum kia thì cũng sẽ có một cái làm cái mái che ngoài trời để chúng ta có thể thiết kế quán cà phê view nhìn ra vịnh Hạ Long rất là đẹp. Đó, và căn này thì chủ nhà đang muốn chuyển nhượng lại với mức giá là 28 tỷ có thương lượng anh chị ạ. Đấy, và Đạt sẽ quay chi tiết tổng quan cái căn nhà phố liền kề này để cho quý cô chú khách hàng chúng ta quan tâm thì có thể đến xem thực tế và sở hữu cho mình một cái vị trí vùng đắc địa này. Đó, nằm ngay trục đường lính, trục đường lớn ạ. Đạt sẽ quay chi tiết nhất để cho chúng ta cùng tham khảo nhé. Xin mời. Đấy, hiện tại là ta đang có mặt tại bên ngoài của cái tòa nhà phố thương mại liền kề, mặt đường lớn ạ. Phía bên này chính là cái con đường Hoàng Quốc Việt, trung tâm cửa ngõ của thành phố du lịch Hạ Long. Và đi về phía trước mặt thành nhà đây chính là cái khu nghỉ dưỡng quốc tế 6 sao Intercontinental và tòa tháp căn hộ Alacat phía trước và bãi tắm ở ngay trước mặt tòa Alacat này thôi. Đấy, chúng ta có thể đi bộ vài bước chân là đi ra bãi tắm ở đây rồi. Đường thì vô cùng lớn. Đấy, và vỉa hè ở đây thì cũng rất là rộng. Đây ạ, vỉa hè đấy ạ. Đó. Anh chị thấy rộng chưa ạ? Ba căn này với diện tích, tổng diện tích đất đó là 260 m². Đấy, ba căn đục thông anh chị nhá. Đấy, bên trong tầng dưới thì chủ nhà trước đây cũng làm kinh doanh, nhưng bây giờ thì sẽ không kinh doanh nữa, thì chúng ta có thể thiết kế về đây làm nhà hàng, khách sạn vô cùng đẹp. Đó, mặt đường chính ạ. Đấy, phía trước là sẽ có một cái dãy nhà phố thương mại của chủ đầu tư BIM, dự án Maria Square. Bên này là có tòa tháp căn hộ Eco40. Đấy, vị trí vô cùng là trung tâm. Ở đây thì các căn thì chủ nhà cũng đã về đây cho thuê là văn phòng này, hoặc là mở quán cà phê, quán ăn. Cái lượng cư dân về đây sinh sống cũng gần như là chiếm đến 90% rồi anh chị ạ. Đấy, căn này thì nằm ngay vị trí ô góc khe thoáng nhá. Đây, sẽ quay cái mặt sau của căn nhà phố để chúng ta cùng tham quan. À, rất nhiều những cửa sổ đây bên cạnh đây, rất rộng. Đằng sau đây anh chị nhá, căn này có đến hai mặt thoáng đây. Đây, mặt sau đây, khu này là khu công viên đằng sau. Đấy, và đi thẳng ra là đó là hồ điều hòa Hùng Thắng đó. Một căn nhà phố 260 m², ba mặt thoáng anh chị nhá, và ba căn này là ba mặt sàn đục thông với nhau, liên kết với nhau, nên là cái diện tích sử dụng nó rất là rộng. Đấy, nếu như khách hàng chúng ta về đây thì có thể kết hợp được rất nhiều những cái mô hình từ nhà hàng, buffet, đấy, ăn sáng, cà phê và dịch vụ lưu trú ở bên trên nữa, rất thuận tiện khi vào vị trí kết nối ngay đó là cái mặt biển bán đảo 2 của bãi tắm Bãi Cháy. Thì Đạt sẽ đi ra bãi tắm để cho khách hàng chúng ta cùng trải nghiệm được chi tiết nhất nhá. Xin mời.
À, dạ vâng đây ạ, đang có mặt tại bên tại trước mặt cái căn nhà phố liền kề mà chủ nhà đang muốn chuyển nhượng đấy ạ. Và bây giờ Đạt sẽ bắt đầu di chuyển. Đạt sẽ bắt đầu di chuyển ra bãi tắm để cho quý khách hàng chúng ta cùng tham quan nhá. Xem từ đây ra bãi tắm thì nó như thế nào và có gần không. Đây, Đạt sẽ di chuyển. Nhà phố mà mặt đường chính này họ kinh doanh quán ăn đây thôi cũng rất là đông rồi anh chị ạ, nhá kinh doanh buôn bán quán ăn cà phê ăn sáng này rất là đông. Đấy, và đây là cái khu nghỉ dưỡng 6 sao quốc tế Intercontinental đang xây dựng rồi anh chị ạ, với mức giá lên đến cả 100 tỷ một căn mặt biển đó. Đó, đây là con đường đi ra bãi tắm đây. Đây là tòa tháp Alacat anh chị nhá, 40 tầng. Trước kia chính là đảo Tuần Châu nhá. Đó, đảo Tuần Châu, và đây là bãi tắm đây. Bãi tắm này bãi tắm miễn phí. Đấy, quý cô chú anh chị khách hàng yên tâm nhá. Bãi tắm miễn phí. Đấy. Sẽ đỗ xe đây. Nhìn qua cái bãi tắm lên một chút nhá. Từ cái căn nhà phố của chúng ta mà đi thẳng xuống đây thì mất khoảng tầm 200 mét ạ. Đây ạ. Đó, chị xem bãi tắm đấy ạ, bãi tắm thương mại của Bim Group tại bán đảo 2 Intercon đây. Đó, mặt biển bãi tắm đấy ạ, rất là đẹp. Và đây là cái, ở đây có một cái quảng trường biển anh chị nhá. Ở đây chuyên tổ chức những cái lễ hội như là festival, festival này, ca sĩ mời ca sĩ về hát, hoặc là những cái tổ chức hội nghị tiệc tùng. Đấy, thì sẽ đặt tại quảng trường này. Đấy, hệ thống âm thanh ánh sáng là sẽ đắp này. Sắp tới thì cũng sẽ có một cái đêm nay ngày 31 tháng 5 thì cũng sẽ có một cái lễ hội quốc tế của chủ đầu tư Bim Group. Đấy, đặt ở đây chào đón mùa hè tại thành phố du lịch. Đấy, nếu như khách hàng muốn tham quan trải nghiệm mà muốn mua vé vào đây tham quan thì liên hệ cho Đạt nhé, Đạt sẽ book vé cho miễn phí. Đó, mặt biển đấy ạ. Đó, không biết cầu rất là đẹp. Đấy. Đó. Và nếu như cô chú anh chị khách hàng có nhu cầu sở hữu cho mình một cái căn nhà phố thương mại liền kề, căn to hay căn bé ở khu vực vừa rồi Đạt quay, đó là khu Little Lot và khu Royal Lotus của chủ đầu tư Bim, với mức giá những cái căn liền kề hiện tại đang dao động khoảng tầm hơn 7 tỷ cho đến 9-10 tỷ một căn thôi, là chúng ta đã sở hữu được một căn nhà phố thương mại với 3,5 tầng ngay ven biển và pháp lý sở hữu sổ đỏ lâu dài, cũng như là tòa tháp căn hộ Alacat 40 tầng này mặt biển này thì Đạt cũng đang phân phối ạ. Nếu như khách hàng mà không thích quan tâm những cái dòng nghỉ dưỡng căn hộ khách sạn cao cấp mặt biển như này với mức giá hơn 2 tỷ cho đến hơn 4 tỷ một căn thì có thể liên hệ cho Đạt. Đấy, Đạt sẽ tư vấn cho quý cô chú anh chị khách hàng lựa chọn được loại hình phù hợp nhất ạ. Đó, và rất mong là mời quý cô chú anh chị khách hàng đến Hạ Long để nghỉ dưỡng du lịch và sở hữu cho mình được những cái bất động sản tiềm năng nhất. Đó, thì hãy liên hệ cho Đạt. Xin chào và hẹn gặp lại.